Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng. Khu vườn chúng tôi đang thi công lắp đặt là một khu vườn có tổng diện tích là hơn 5 hecta và có hơn 1.000 cây. Thì hiện tại là cây cối này khá là rậm rạp cho nên là không thể tổng quan được hết khu vườn cho quý vị xem. Trước mặt quý vị đây là một khối hồ chứa ở trên đỉnh đồi, có lưu lượng có khoảng 400 khối, hơn 400 khối một xíu. Hồ thì nằm ở vị trí cao nhất. Như quý vị đang thấy thì đây là bộ điều khiển trung tâm. Thì khu vườn này thì nó có 3 hệ thống, một là tự chảy, hai là dùng bơm tưới khu vực ở trên đỉnh đồi, và ba là phun thuốc sâu. À, chúng ta có hai cái lọc. Đây là một cái lọc T90. Nói sơ qua về cách hoạt động của khu vườn này thì chúng ta có một cái van 114 ở đây. Đây sẽ là nguồn cấp nước cho hệ thống tự chảy. Nước này sẽ, khi chúng ta mở van này, nước sẽ đi qua hai cái lọc và đi theo đường ống 114 để tưới những khu vực ở sườn đồi và dưới trũng. Đây là một ống 60. Ống 60 này thì chúng tôi đã lắp đặt xong cho bơm thuốc, nhưng mà hiện tại thì chưa lắp thuốc xong nên là chúng tôi cắt bơm đi. Còn đây là một cái ống 90. Ống 90 này là dành cho bơm khu vực ở trên đồi. Nói chung là hệ thống này chưa được cố định cho nên là mọi thứ vẫn chưa được keo kiết đầy đủ và nước đang xỉ ra ở đây. Ba hệ thống này sẽ đi chung một ống 114. Ống 114 này là ống tự chảy nhưng ba hệ thống cùng đi chung một đường để vô hai cái lọc. Chúng tôi tận dụng hai cái lọc này chứ không thì sẽ tốn rất nhiều lọc, tốn thêm một hai cái lọc nữa để vừa xịt thuốc vừa tưới bằng máy bơm. Hai cái lọc này tiếp tục sẽ đi vô đường ống 114. 114 ở đây. Đường này là đường tưới. Đường ống 114 này sẽ đi tiếp và đây là đường tưới. Đường tưới thì dùng ống 114, ống lớn. Còn đây là một cái đường ra 60. Đường này là dùng để phun thuốc. Khi nào chúng tôi phun thuốc thì chúng tôi sẽ đóng khóa 114 này lại để bơm theo đường này đi phun thuốc khắp vườn. Đây thì chúng tôi có một cái van này là van sạc, có một cái khóa ở đây. Thì cái van này là cái van xả khí. Xả khí là dành cho khi chúng ta tự chảy xong, chúng ta khóa cái van này lại thì chúng ta sẽ mở cái van xả khí này ra để phòng trường hợp là lực hút nó sẽ hút móp ống của chúng ta và dẫn tới tình trạng là bể và hư hại trong lúc hoạt động. Thì tổng quan qua về bộ điều khiển trung tâm của chúng tôi. Con béc chúng tôi đang sử dụng ở đây là béc BS Super. Béc Super thì cho được nước đều từ trong thân, trong chân béc ra tới ngoài đây. Cái này thì mới tưới được khoảng 10 phút thôi nhưng mà đất đã đẫm nước rồi. Đối với những cây nhỏ thì như vậy, còn đến nước là quá đủ rồi. Quý vị thấy thì các bếp hoạt động rất đều.
cái ép thì cho được khoảng chín nước ra tối đa là 3 mét, được từ 3 mét mấy độ lại, đều nhanh nhất.